Hello, chào các bác, quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Một số các mã hàng bên em tiếp tục về mã mới. Lên video gửi tới các bác các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái vật hoa quả nhá. Đấy, thì con này nó rất là đơn giản thôi, về nhà các bác lắp thêm cái cán vào đây này. Đấy, thế là các bác cho vào. Đấy, là mình cứ giật như này là sẽ cái quả nó sẽ rơi vào đây nhá. Sung khế rồi các cái dòng hoa quả là mình cho vào đây, mình chỉ cần là cho cái cán vào, bắt cái ốc vào đây cho em, bắt vít vào đây cho em là nó giữ này. Đấy, sau đó thì mình vật hoa quả cái thứ rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là vật hoa quả, giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Đấy, lên cho em là vật hoa quả này. Vật hoa quả nhá, vật hoa quả giá sẽ là 50k cho một chiếc như này nhá. 50.000 trong cái vật hoa quả như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Thì mọi người dùng rất dễ, cắm cái xào và là dùng được trực tiếp ạ. Đây có thể là đi hái xoài này, hái cam quýt các thứ. Đấy các bác này, tiện đấy. Thì nó được kính là 16 cm, phù hợp với rất nhiều loại hoa quả. Thì khi mọi người giật định nó có cái lệnh đó là sẽ cài vào và giật rơi vào cái giỏ của mọi người, không bị rơi ra ngoài, không bị dập hoa quả nhá. Đó, rất tiện luôn nhá. Tiện lợi ạ. Lên cho em là vật hoa quả nhá, giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món này. Đấy, bộ nạo 5 món thì nó sẽ là một cái bộ bao gồm là 5 chiếc như này. Đấy, combo cho bác 5 chiếc luôn. Đây. Đấy. Bộ nạo 5 món nhá. Giá thì đợt này giá thanh lý cho bác giá chỉ còn 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ nạo 5 món như này. Đấy, 60.000 cho cái bộ nạo 5 món, tính ra vào chưa đến 20.000 nhá, nó vào khoảng 12.000 cho món như này thôi. 1 2 3 4 5. 60.000 cho cái bộ nạo 5 món như này nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng để gắp nóng bát đĩa đây. Đấy, gắp nóng bát đĩa thì các bác đưa vào. Đấy, các cái bát cái đĩa các bác đưa vào, các bác kẹp ra cho em là xong. Đây, cái này để gắp nóng bát đĩa này. Đấy, còn cái này thì để nạo vỏ, nạo sợi này, làm vẩy, làm gà, làm cá này. Đấy, còn cái này cũng là nạo sợi, nạo vỏ này. Cái này cũng nạo sợi, nạo vỏ luôn. Còn cái này thì các bác làm lòng, làm niếc, nói chung là đa di năng nữa. Rất là tiện luôn. Lên cho em là bộ nạo 5 món, giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, lên cho em là nạo 5 món, giá sẽ là 60.000. Đấy, lên cho em là bộ nạo 5 món này. Bộ nạo 5 món, bộ nạo 5 món giá chỉ có 60k thôi nhá. 60k cho cái bộ nạo 5 món như này, rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nắp cống đồng ngăn mùi nhá. Đây nó sẽ là một cái nắp cống bằng đồng như này. Đấy. Thì nó sẽ là một cái dạng van ngăn mùi, thì các bác để vào trong cái thoát sàn nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet giúp cho em. Đó, thì khi mà các bác để vào thì nước nó chảy thì nó mới mở nhá, còn là nó luôn luôn là tình trạng đóng. Khi nước nó chảy nó sẽ mở ra. Còn lại là nó sẽ luôn đóng như này và nắp bằng đồng nhá. Lên cho em là nắp cống đồng. Con này thì bên shop đang bán là 50.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 40k thôi. Lên cho em là nắp cống đồng này. Đó, nắp cống đồng. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một cái nắp cống đồng như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Đậy và phát hết luôn các bác nhá. Đó, các bác theo. Rất kín luôn. Đó. Nước chảy thì là nó sẽ mở và đóng lại thì nó sẽ đóng nhá. Rất tiện nhá. Đó. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k trong cái nắp cống đồng ngăn mùi như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, đặt vào cho em là xong này. Sử dụng dễ dàng. Đấy. Giúp ngăn mùi rất là tốt luôn. Đó, các bác thấy chưa? Nước xả xong cái đóng ngay. Đấy, đậy và phát khít luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc, chuyên để các bác sử dụng mình làm thực phẩm, làm thức ăn. Đấy, đồ ăn sống, đồ ăn chín, bóp nem, bóp nộn, hoặc là các bác dùng để mình vệ sinh chứ cũng ok hết. Găng tay của nó thì là bằng ni lông lụa nhá. Ni lông lụa cực kỳ bền đẹp và an toàn với sức khỏe luôn. Các bác, nó bằng lụa này, có độ giãn rất là tốt này. Một hộp này sẽ là 25k, số lượng của nó thì từ 80 đến 100 cái. Đây, các bác chỉ cần là đeo vào cho em là xong rồi. Đấy. Đây. Chỉ cần đeo vào cho em như là xong. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đeo được hết nhá. Dòng này thì nó khá là ôm tay và dùng nó rất là thật luôn. Và nó sẽ là bằng dạng như là bằng bằng thuộc là nó thuộc cái dạng là túi bóng ni lông lụa, thế nên là nó rất là dài thì các bác dùng nó rất là thích, không lo bị đứt nhá. Giá này sẽ là 25.000. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Đấy. Găng tay thức ăn này, giá sẽ là 25k nhá, 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu. Đấy, miếng dán ngải cứu đây, nó sẽ là một cái miếng hình tam giác như này, các bác có thể dán vào cổ đây, nó dán vào cổ như này, cổ vai gáy rồi bắp tay bắp chân nhá. Đấy, các bác bị đau cổ vai gáy bắp tay bắp chân, dán hết được cho em, đốt sống lưng đốt sống cổ nhá. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, miếng dán ngải cứu này, dán ngải cứu giá sẽ là 25k trên một hộp như này nhá, 25.000 hộp miếng dán ngải cứu này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái đồng hồ
T8 nhá. Đấy, đồng hồ T8 đặt về cho bác cái mẫu vỏ hộp mới. Đấy, còn lại là đồng hồ thì vẫn như vậy thôi. Đấy, đồng hồ thân bằng nhôm này, thân bằng nhôm. Đấy, có 2 dây và 1 đốc sạc như này. Hàng cực kỳ xịn sò và cao cấp cho các bác luôn. Lên cho em đồng hồ T8 giá sẽ là 170.000 nhá. Đấy. Dòng này thì khi các bác nhận được hàng thì đa số nó sẽ là hết pin. Thì về nhà các bác sạc pin mà cho em. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về đa số nó hết pin nhá. Con này thì có chức năng cho các bác là đo huyết áp này, đo nhịp tim và rất là nhiều chức năng khác nữa nhá. Đấy, lên cho em là đồng hồ T8 này. Đấy, T8 Pro đây. Giá sẽ là 170k nhá. 170k cho con đồng hồ T8 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Bộ ví hồng này thì bên shop đang bán cho các bác với giá đó là 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Đấy, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 50k thôi nhá. 50.000 cho bộ ví hồng như này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 cái bấm móng này. Đấy, một cái cắt da này. Đấy, rồi là kéo tỉa lông mũi, rồi đầy đủ bộ sản phẩm như này. Lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 cho bộ ví hồng này thôi. Trước em đang bán là 60.000. Đợt này về cho các bác cái giá rất tốt luôn. 50.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Các bác có thể mua để mình trải nghiệm, mình sử dụng không nhá. Lên mã giúp cho em là ví hồng, giá sẽ là 50k, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Ví hồng này đó, ví hồng giá sẽ là 50k một chiếc nhá. 50k cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩy xanh nhá. Tẩy xanh, con này thì các bác chuyên dùng để mình tẩy son nồi. Đấy, tẩy son nồi, tẩy vành bánh ô tô dùng rất là ngon luôn, giá sẽ là 25k. Đây nó có được tốt như quảng cáo không mọi người? Cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem rất ok các bác nhá. 25k lên em là tẩy xanh. Các bác lên cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25.000 nhá. Đấy, lên cho em là tẩy xanh này, giá sẽ là 25k. Đó, 25k trong cái hộp tẩy xanh như này. 25k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu hàng của Thái Lan nhá, thương hiệu Clear. Đấy, dầu gội đầu Clear. Đấy, và hàng của Thái Lan. Con này thì bên shop bán rất là nhiều đây. Đấy, dung tích của nó thì vào khoảng là trên 400ml các bác nhá, trên 400ml. Chai này là 450ml các bác này. Đấy, 450ml trong một chai như này. Đấy, có màu xanh và màu trắng như này. Lên mã giúp cho em là dầu gội đầu Clear nhá. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Con này dùng rất là thích luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ quần áo mưa nhá. Đấy, bộ quần áo mưa. Đây, hàng của thương hiệu Tú Phong, VIP luôn coi nhá. Đấy, VIP Pro luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một quần và một áo này. Hàng chất lượng cho bác luôn. Giá sẽ là 195k nhá. 195.000 cho bộ quần áo mưa như này đây. Mặc vào nó sẽ đúng như trên hình như này các bạn. Đây, đúng như trên hình như này các bác nhá. Đấy, rất đẹp, hai lớp dày dẫn cho bác luôn, 195.000. Cái này các bác ra cửa hàng mua nó sẽ bán cho bác khoảng là 250 đến 300 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ này. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một máy, một cái bộ thẻ và một cái cáp sạc. Đấy, đây, cái máy của nó đây, về nhà các bác bật cái nguồn này lên cho em này. Đấy, bật cái nguồn lên các bạn. Đấy. Và các bác bắt đầu sử dụng thôi nhá. Ở đây thì nó sẽ có khá nhiều các cái chủ đề cho các bác lựa chọn này. Đây, đấy. Đấy, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn nhá. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có tới cho các bác là 220 chủ đề này các bác này. Đấy, rất là nhiều chủ đề khác nhau luôn. Đấy, rất nhiều thẻ với nhiều chủ đề khác nhau nhá. Gia đình, rồi cây cối, rồi trường học, rồi xe cộ. Đấy, song ngữ tiếng Anh tiếng Việt luôn cho các trẻ em nó chơi đây. Đấy, các chủ đề màu này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá sẽ là 90k nhá. 90k lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ này. Đấy, máy đọc thẻ giá sẽ là 90k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ dao sói này. Bộ dao sói giá sẽ là 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Bộ này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy, sẽ có cho các bác như này. Đấy. Đây, đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba con dao đấy, có cho các bác là ba con dao, một cái nạo và một cái gắp như này. Đấy, ba con dao, một cái nạo, một gắp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em là bộ dao sói nhá, giá sẽ là 100k, hàng siêu sắc bén cho các bác luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship qua nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng.
Sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái thước kẹp gem, thì bên em về nó sẽ có hai mẫu nhá. Một mẫu là loại là bằng cơ và một mẫu bằng điện tử. Thì đây là cái bằng cơ này. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây, Unica Japan này. Hàng này thì bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị, giá cực kỳ là tốt luôn, hàng trưng bày chưa qua sử dụng nhá. Hàng bãi Nhật đẹp chưa qua sử dụng nhá. Đấy, đây các bác này. Thì nó sẽ có ba cái kiểu đo này, một là đo đường kính bên trong, hai đo đường kính bên ngoài và ba là đo chiều sâu. Con này thì cực kỳ là xịn luôn, bằng thép không gỉ nhá, bằng thép không gỉ. Số liệu cực kỳ chính xác luôn, các bác có thể dùng để mình kẹp tôn này, rồi kẹp các cái nào mà mình cần phải đo đạc tính toán rất là ok nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là lên mã giúp cho em đó là thước kẹp gem cơ nhá, kẹp gem cơ đựng trong một cái hộp này thì các bác dùng nó rất là tiện ích. Lên cho em là thước kẹp gem cơ, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là thước kẹp gem cơ nhá, kẹp gem cơ này. Đấy, kẹp gem cơ, giá của nó sẽ là 150k. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cái mã bật anh cái quạt thì kẹp gem điện tử này. Đấy, con này thì là nó sẽ bằng số điện tử, về nhà có cái cản pin ở đây, các bác rút cái cản pin này ra cho em này. Đấy là pin nó sẽ lên này. Đấy, nó cản pin thì nó tránh hết pin khi mà vận chuyển các bác nhá. Đó. Và khi các bác đo số âm này, các bác cho về zero cho em, sau đó thì mình đẩy kịch vào bắt đầu mình đo này. Đó. Con này thì giá chỉ 100k thôi. Con này thì nó là bằng sợi carbon nhá, chứ không phải bằng thép nhá. Con này của nó thì nó được làm từ sợi carbon. Đấy, thì cũng rất là dẻo dai và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và nó chạy bằng pin như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k. Lên mã giúp cho em đó là kẹp gem điện tử nhá, kẹp gem điện tử này, kẹp gem điện tử. Kẹp gem điện tử giá sẽ là 100k nhá, 100k. Con này được làm từ sợi carbon nhá, sợi carbon không phải bằng thép đâu. Đấy, còn cái kia thì nó mới làm bằng thép, còn con này thì sợi carbon. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan tháp nhá, bộ 5 mũi khoan tháp đây. À xin lỗi các bác, là bộ 5 mũi khoan đa năng. Đấy thì nó sẽ có 2 mũi 6, mũi 8, 1 mũi 10 và mũi 12 như này. Đấy, của nó sẽ bao gồm là 5 mũi, 1 2 3 4 5, 5 mũi như này. Giá thì đợt này về cho các bác cái giá cực kỳ là ưu ái luôn, chỉ có 100.000 cho 5 cái mũi khoan như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ 5 mũi khoan đa năng nhá. 5 mũi khoan đa năng hoặc là 5 mũi khoan đen. Đấy, nó màu đen như này. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan đen. 5 mũi khoan đen, giá sẽ là 5 mũi khoan đen này. Đấy. Hộp 5 mũi khoan đen, hộp 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, mũi khoan đen. Cái này thì đa năng luôn. Khoan sắt, khoan thép, khoan inox, khoan gỗ đều được hết nhá. Giá sẽ là 100k. 100k trên một hộp này bao gồm là 5 mũi, 5 mũi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc này. Cái sạc này thì chuyên dùng để sạc ắp quy. Nó sẽ có cho các bác là dòng 12, chuyên dùng cho 12V. Con này thì chuyên dùng cho 12V các bác này, 190.000 nhá. Và con này thì nó sẽ dùng đa di năng cả 12 cả 24V luôn. Đây. Đấy. 12V 8A và 24V là 4A. Đấy thì các bác cần dùng cái thông số nào thì các bác. Còn con 12V 0 này thì của nó sẽ là 5A nhá, 5A. Đấy thì các bác cần cái nào thì các bác có thể liên hệ này. Đấy con 12-24 này thì nó sẽ to hơn. Đấy con này thì nhỏ hơn một chút này. Đấy và dòng này thì đều là chống ngược chiều này, khử sun phát này, nói chung là tự ngắt đầy đủ hết cho các bác luôn. Khử sun phát cho bác thì cái bình ắp quy các bác dùng nó sẽ bền hơn, dẻo dai hơn, dùng được lâu hơn và an toàn hơn. Đó thì bên em đang gửi tới các bác một cái bộ như này. Đấy một cái con là 12-24. Con 12-24 thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho là sạc bình 12-24 này. Giá sẽ là 290k nhá, 290.000. Đây. Con 12-24 này 290.000. Đấy, còn con này của nó sẽ là sạc bình 12V thôi. 12V thì sẽ là 190k nhá, 190k. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, cảm ứng chuyển động. Thì các bác về các bác đấu vào điện lưới bình thường cho em này. Đấy, đấu vào điện lưới bình thường. Và đây nó sẽ là điều chỉnh sáng ban ngày, sáng ban đêm hay là sáng cả ngày này. On đây là cả ngày. Và có là 16 giây, 32 giây và 262 giây, nó tương đương khoảng 5 phút đấy. Thì tùy các bác điều chỉnh thôi. Đấy và con này thì giá sẽ là, các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Con này công bật tắt khi có người. Mình đã thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8m, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em cuốt lần ba cái đi. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k nha. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng này.
đuôi đèn cảm ứng, giá sẽ là 60k nhá, 60k một chiếc, rất tiện lích tích cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Dây thít thì nó sẽ có 3 mẫu các bạn. Đấy, một mẫu là 30 sen này, một mẫu là 20 sen và mẫu là 25 sen. Đấy. Nó sẽ có 3 loại như này thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Cái dây thít này bao nhiêu đấy? Đấy, nó sẽ có 3 mẫu như này các bạn. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện luôn. Đây em sẽ dùng thử cho các bác xem này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đấy thì các bác muốn dùng thì mình chỉ cần là đưa vào như này. Đưa vào này mình thắt cái là xong. Đấy, thắt cái là xong nhá. Đó, rất là tiện luôn. Giá sẽ là 25.000 một bịch nhá. Đấy, 25.000 một bịch, đồng giá bằng nhau. Các bác muốn lấy kích cỡ nào đấy. Đấy mình cứ đưa vào mình thắt này là xong, rất tiện luôn. Đấy thì các bác dùng để mình thắt cây, thắt cối này, thắt đồ vật bao bì này. Các bác đi làm ruộng này. Đấy, bao các bác muốn bó bao thóc này, chỉ cần đưa vào thắt này cái xong, tiện luôn. Đấy không mà chắc chắn 100% luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây thít nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là dòng là 25 sen là 144 chiếc này. Đấy, dòng 20 sen thì sẽ là 225 sen thì sẽ là 220 sen thì sẽ là 265 cái này. Còn cái dòng 250 sen thì 250 sen 25 phân thì nó sẽ là 250 cái. Đấy thì nó sẽ có ở đây được các bác nhá. Đó, bên em bán đồng giá bằng nhau. 25k cho một bịch như này. 25k cho bịch dây thít này nhá. Bên em là dây thít giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia đũa của thương hiệu Willing của Đức nhá, hai hình người của Đức, hàng inox 304 này, su 304. Willing hay người của Đức đây. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 nhá. 55.000 cho một hộp như này bao gồm là 5 đôi. Đấy, hàng inox 304, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Đây, Willing hay người của Đức, su 304 nhá. Giá rất tốt cho các bác luôn. Đấy thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một vỉ nhá, bao gồm là 5 đôi. Đấy, 55.000 cho một vỉ đũa 5 đôi như này. Đấy. Các bác lên cho em là đũa inox nhá. Đũa inox này. Đũa inox giá của nó sẽ là 55k trên một vỉ bao gồm là 5 đôi. Đó, rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là một cái con máy vắt cam nhá. Đấy, mùa hè đến nơi rồi. Các bác dùng uống nước cam, đấy, bù vitamin C rất là tốt luôn. Đấy. Đây, nó sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ trọn bộ cho các bác, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220V thì em dùng rất là tiện. Đây, hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V đây. 220V này. 50-60Hz, 45W này, dùng rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mình vắt cam rất là tiện nhá. Đó. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây, đấy, đầy đủ nhá. Đây là cái nắp đậy của nó này. Đây là cái phần này các bác đưa vào đây các bác vắt này. Và khi các bác vắt thì mình sẽ lấy nước ở đây. Đấy. Lấy nước ở đây mình có thể cho trực tiếp đá vào đây mình uống, hoặc là cho đường, cho đá, hoặc các bác có thể đổ ra cốc tùy theo. Đấy, các bác chỉ cần sập vào này là vắt được luôn. Giá thì chỉ có 190.000 thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Rất là tiện các bác nhá. Là nó vắt quá nhẹ, không thích hợp đây với những anh tay to muốn tập thể hình. Thứ hai là nó vắt quá kiệt, vắt xong không còn gì để ăn. Thứ ba, nó tiêu tốn quá ít điện, chỉ 45W, nhưng anh thợ điện không thích điều này. Thứ tư, dung tích quá lớn, tận 700ml, vắt ra đầy 1K, uống không hết lại phải chia cho người khác. Thứ năm, khay lọc lỗ quá bé, không thể lọt hạt xuống được, vắt xong lại phải đem đi đổ hạt, rất mất thời gian. Cuối cùng, vắt xong lại phải đổ ra cốc để uống, lại mất thêm một công rửa cốc nữa. Các mọi người nếu thấy nó không phiền thì bấm vào giỏ hàng phía dưới mua về dùng. Đấy, rất ok các bác nhé. Giá sẽ là 190.000, lên trên là máy vắt cam các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bình voi nhá. Một con bình voi như này giá sẽ là 100. Đây, một con bình voi dung tích của nó sẽ là 1 lít đến 1 lít 2 nhá. Inox 316 này. Đấy, các bác xoáy nắp cho em này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái hệ thống vòi tự động này. Vòi tự động như này, inox 316 này. Dùng để các bác uống nước, uống trà hoặc mang đồ nước lạnh rất là ok. Đậy nắp vào đây cho em. Đó, như này nhá. Cái phần mềm này thì các bác cho ống dưới đít này. Đấy, phần ống mềm này cho ống dưới đít cho em. Đó. Sau đó thì các bác xoáy nắp vào thôi. Đấy. Cái bình voi này bao nhiêu đấy? Đây các bác này. Đấy. Đây. Đây các bác này, chỉ cần bật nắp này là xong thì cái đầu vòi này các bác mút trực tiếp vào đây luôn. Đấy, mình mút trực tiếp vào đây luôn. Đấy, còn mình đậy vào nó lại sập vào. Rất tiện nhá. Rất tiện luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Rất tiện luôn các bác nhá. Đó. Bình voi. Inox 316 nhá, inox 316. Dung tích của nó sẽ là đây. Đây các bạn này, đấy, inox 316 dung tích của nó thì là 1 lít 3 nhá. Có lô 1 lít 2, có lô 1 lít 3. Đấy, 1 lít 3 cả vỏ nhá. Đấy, rất là tiện ích cho bác sử dụng luôn. Quai sách như này rất đẹp các bạn, hàng đẹp lắm, chất lượng, các bác mang cho học sinh này, có quai đeo quai sách như này, học sinh hoặc mang đi học, đi làm, đi công tác, đi du lịch đều ok hết. Lên mã giúp cho em đó là bình voi nhá. Giá của nó sẽ là, lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Bình voi
Đấy, bình voi 160k cho một con bình voi như này, 160.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác hai cái mẫu lư này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là cái mẫu lư đồng trơn như này, lư đồng trơn như này. Con này thì sẽ là 170.000. Đấy, đây thì nó sẽ có cái nắp hoa văn vân mây rất là đẹp luôn. Đấy, con này là 170.000 các bác nhá, 170.000. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là gần 10 cm, chiều cao thì vào khoảng 5 cm, rất đẹp luôn. Bằng đồng như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là lư đồng trơn, con này sẽ là 170.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái mẫu lư đồng bằng rồng như này con này. Đấy, lư đồng có hình con rồng như này, rất là đẹp luôn. Con này thì giá thanh lý cho các bác, cái giá chỉ có cho các bác là 70k thôi nhá. 70k cho một cái lư đồng bằng hình con rồng rất là đẹp như này các bác này. Đấy, thì con này nó sẽ nhỏ hơn một chút nhưng nó lại cao hơn. Thì các bác có thể mua để deco trang trí này, hoặc là trưng bày cũng rất là đẹp này, hoặc là mình có thể đốt trầm ở đây cũng rất là ok luôn. Đấy, con này thì nó sẽ mỏng hơn một chút. Đấy, và cái giá thì thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là lư rồng nhá, lư rồng. Đấy, nó có hình con rồng như này, lên cho em là lư rồng, giá sẽ là 70.000. 70.000 cho cái lư rồng như này. Còn cái này thì các bác lên cho em là lư đồng trơn nhá, lư đồng trơn. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000 các bác nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt bếp nhá, xịt bếp đây. Đấy, con này thì khi các bác xịt thì nó sẽ ra cái dạng bọt trắng như này các bác này. Đấy, bọt trắng như này. Đây. Đấy, xịt ra này nó sẽ ra cái bọt trắng này qua này, bọt trắng như này các bác thấy không? Đây. Đấy, thì các bác dùng để vệ sinh bàn bếp ga này, rồi các cái phần nào có nhiều mỡ màng thì các bác dùng các bác xịt vào cho em, rất tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá, xịt bếp. Các bác lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá, xịt bếp này. Đấy. Giá sẽ là 45k, 45k cho một chai xịt bếp như này. Dung tích của nó sẽ là 500ml. Hương cam xịt ra cực kỳ thơm luôn. Chứ các bác dùng cái dòng tẩy truyền thống rất là mất an toàn, mất vệ sinh nhá. Đây các bác này. Đấy, các bác lắc đều lên xịt vào cho em thì nó sẽ ra cái bọt như này. Sau đó thì mình lau đi là nó sạch luôn. Cái này thì các bác xịt ở trên bàn bếp này, mỡ màng các thứ các bác xịt vào cho em. Đó, đây. Sau đó thì các mình để từ 15 đến 20 phút cho nó ngấm và nó tẩy đi. Sau đó thì mình lấy khăn mình lau đi cho em. Rất tiện luôn nhá. Đấy, sạch sẽ luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá, giá của nó sẽ là 45.000 một chai nhá. Đây các bác này. Đó, cái phần bếp của mình nó bị han dỉ này. Đấy, bị mảng bám này, các bác xịt hết vào cho em, sau đó thì mình lau đi là xong. Lên cho em là xịt bếp nhá, giá của nó sẽ là 45.000 cho một chai xịt bếp như này, rất tiện cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái đèn cột năng lượng mặt trời nhá, đèn cột chạy bằng năng lượng mặt trời. Đó. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cái đèn cột này nó có mấy mẫu đây? Đèn cột năng lượng mặt trời các bác này. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác. Đây. Có cho các bác là có điều khiển này. Đấy, có điều khiển như này nhá, có điều khiển như này, về nhà các bác lắp pin vào cho em để mình có thể dùng để tắt bật này. Đấy, dùng để tắt bật cái điều khiển này. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là cái bộ đai này, về nhà các bác đai vào cột này, đai vào cột, đai vào đâu thì tùy các bác nhá. Đó. Và nó sẽ là một con đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời như này. Đấy, có đèn sẵn kèm pin cho các bác luôn. Đấy, đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, cảm biến nhá. 1 2 3 4 5 6. 6 khoang led này các bác này. Đấy. Và bây giờ em chỉ cần che đi này là nó sẽ sáng luôn này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy. Rất sáng các bạn. Đấy các bác thấy không? Rất sáng luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất thì nó vào khoảng là 300W nhá. 300W. Rất sáng luôn các bạn. Đấy. Và cảm biến có người đi qua thì sáng và có người đến gần thì nó sáng và đi qua nó lại tắt nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây em sẽ test cho các bác xem này. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Đây, các bác thấy không? Đây rất sáng luôn này. Đây. Đấy, công suất mặc định của nhà sản xuất thì nó khoảng 300W nhá. Đây, đây em bỏ ra này, tối om các bác này. Đấy, đây em dọi lên các bác này. Đấy các bác thấy không? Rất sáng luôn, các bác dùng để sân vườn này, các cái không gian mà bên ngoài thì rất là ok. Đặc biệt là trời mùa hè mà nhiều ánh nắng ấy, thì nó tích pin tốt thì rất là ok. Đấy, em quay cả cái sới hàng của em đây các bạn. Đây, cái tấm pin của nó đây. Rất tiện ích luôn. Đó các bác thấy không? Đấy. Rất sáng luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Rồi bật lên đi. Đấy, giá rất tốt cho các bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn cột nhá. Đèn cột giá thì sẽ là 590 à. Lên mã giúp cho em đó là đèn cột nhá. Đấy. Đèn cột này, giá sẽ là 590k và bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. 590.000 bao ship. Đây. Đấy rất sáng luôn các bác này. Đấy cảm biến nhá. Đấy tức là cái tấm pin này nó tối là nó sẽ sáng này, còn em ngửa lên là nó sẽ tắt đấy các bác thấy không? Đó rất sáng luôn. Đấy các bác thấy không? Đây. Rất sáng luôn nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn, chỉ có cho các bác là 590.000 thôi. Đấy có cả điều khiển, có cả đai, về nhà các bác chỉ cần đai vào cho em là xong, rất ok rồi. Hello chào các bác quay trở lại với số bạn muốn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship.
Các số hotline của anh em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái giày quân đội nhá. Đấy, giày quân đội hàng cực đẹp cho các bác luôn. Con này của nó thì chất liệu của nó sẽ là dạng là vải dàn di như này, vải dàn di như này các bác nhá. Còn bên dưới của nó sẽ là hàng đúc cao su non trực tiếp luôn. Đấy, đi thì rất là êm ái, các bác có thể dùng để mình đi làm này, hoặc là đi chơi này, hoặc là đi tập thể dục thể thao cũng rất là ok. Đấy. Và giá thì lại rất là hợp lý cho bác, hàng thì hàng quân đội nhưng mà giá thì rất là hợp lý này các bạn. Đấy. Đi vào thì nó cực kỳ là ôm chân luôn. Đấy các bác thấy không? Đó. Thì nó sẽ có cỡ thì bác nào đi cỡ bao nhiêu thì báo để em gửi số cho các bác nhá. Đấy em gửi cho các bác. Đây. Rất là ngon lành các bác này. Đi vào thì rất là đẹp và ôm chân luôn. Đây các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn. Đế của nó sẽ là thuộc dạng đế cao su non đúc liền như này. Hàng siêu bền luôn. Các bác có thể dùng để đi làm này, đi chơi này. Đấy, hoặc tập thể dục thể thao. Cũng rất là ok. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140k thôi. 140k cho một cái đôi giày như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là giày dàn di nhá, giày dàn di. Giá sẽ là 140.000. Các bác lên cho em là giày dàn di nhá. Giá sẽ là 140k này. Đấy, tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cho bác cái lô mũ da bò nhá. Mũ da bò. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, và màu màu nâu và màu đây. Đấy, nó sẽ có một cái màu nâu nhạt và một cái màu màu nâu da bò như này các bác này. Đấy, một màu da bò và một màu cái này là màu xám nhá. Một cái màu xám và một cái màu da bò như này. Đấy, một cái màu xám đen và một màu da bò như này các bác nhá. Đấy, cái này nó sẽ là màu xám này. Đấy, một cái màu xám như này. Và đây nó sẽ là màu da bò. Đấy thì nó sẽ có hai màu. Có hai màu cho các bác lựa chọn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho một con mũ da bò đẹp như này. Đấy, 150k các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này. Đó, 150.000. Nó sẽ có màu da bò và màu xám. Màu da bò và màu xám, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đó. Con này thì đội thì dáng cực kỳ là đẹp luôn. Ôm form đẹp và giá thì lại. Đấy, em sẽ đội thử cho các bác xem nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, ôm form ôm dáng rất đẹp luôn các bác này. Đó, các bác thấy chưa? Đó, đây. Cái này màu xám này. Các bác có về mình có thể tùy chỉnh nhá, tùy chỉnh. Đấy. Kích thước của nó thì rất là xinh. Đây, khóa của nó là khóa đồng hết như này. Đấy. Ôm form lắm. Cái này các bác đội rất là đẹp luôn. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Đội rất là đẹp luôn. Vân xinh các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một lên mã giúp cho em đó là mũ da bò nhá. Mũ da bò. Giá sẽ là 150.000. 150.000 cho một em mũ da bò như này. Có hai màu, màu xám và màu da bò. Màu xám và màu da bò. Đấy, lên mã giúp cho em đó là mũ da bò nhá. Mũ da bò. Giá sẽ là 150k. Đấy, 150.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Thắt lưng da bò Mỹ. Thì khi hàng về thì nó sẽ có cho các bác hai màu. Màu đen và màu nâu như này. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên. Hàng made in USA này, made in USA. Chất liệu của nó là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Đây các bác này. Đấy, hàng này thì chuẩn 100% da bò luôn. Các bác có thể lấy máy lửa đốt test thoải mái cho em luôn. Đây, made in USA. Đấy. Và mặt của nó là mặt vàng đúc liền, rất là đẹp luôn. Mặt vàng nguyên khối đúc liền rất là đẹp. Và nó là dạng con lăn như này thì các bác có thể tùy chỉnh to nhỏ kích thước như nào là tùy theo. Mặt đúc liền tráng gương rất là đẹp này, mặt đúc liền tráng gương rất là đẹp và con lăn như này thì các bác có thể thò ra thụt vào, tăng giảm cái cữ của nó rất là tiện ích. Và giá thì chỉ có cho các bác là 190.000. Bên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò. Giá sẽ là 190k cho mấy em thắt lưng da bò như này nhá. Thắt lưng da bò này. Giá sẽ là 190k nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu ví da bò nhá, thì nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu. Đó, màu đen và màu nâu như này nhá. Đấy. Màu đen và màu nâu như này. Cũng hàng của Mỹ đây, made in USA. Chất liệu của nó 100% da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên, da bò nguyên miếng tự nhiên đây. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120.000 thôi. Đây mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò. Đấy, 120.000. Hàng thì khỏi phải bàn đây. Đây các bác. Đấy. Cạo vào nó cũng chỉ có như này thôi. Đấy, cạo cao mà nó chỉ ra như này thôi chứ không bao giờ nó bị chảy xước nhá, không bao giờ nó bị chảy xước. Đấy, nó sẽ tự nó lại liền các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là thắt ví da bò nhá. Ví da bò. Ví da bò này, giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc bằng đồng đây. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá.
Đấy, con này thì sẽ là một con hạc và một cái lư hương như này. Một con hạc và một cái lư hương như này. Các bác đeo vào mình sử dụng này. Đó. Giá thì sẽ là 70.000. Đấy 70.000. Đấy cả là cả hạc cả lư như này nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng đồng. Đây. Về nhà các bác đeo vào như này chị em. Đấy, đeo vào như này. Bên em có bán cả cái nhang của hạc này luôn. Nhang của hạc này cũng là 70.000 luôn các nhá. Đấy. 60.000 cho một hộp nhang. Để cầm cho anh hộp nhang ở đây. Đấy. Đấy. Thì rất là đẹp như này các bác này, rất là đẹp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Các bác có thể dùng để đốt này hoặc là trưng bày cũng được. Rất là đẹp. Đấy. Thì giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Đó. Hạc đồng này, giá của nó sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đuổi muỗi nhá. À máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột. Con này thì vừa đuổi chuột, côn trùng, kiến gián nhưng mà chủ chốt vẫn là đuổi chuột luôn. Lên mã giúp cho em là máy đuổi chuột. Con này thì giá sẽ là 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này nhá. Đấy, lên cho em là máy đuổi chuột này. Đó. Máy đuổi chuột. Máy đuổi chuột giá của nó sẽ là 35.000 một chiếc. Đấy, đây. Hàng cực kỳ là ngon luôn, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em. 35.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết cho mình các loại bệnh dịch kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Đó, anh giá thì chỉ có 35.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải đánh răng. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật. Dòng này của nó thì cái công dụng tối đa của nó là chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng. Đấy, nếu các bác dùng những cái bàn chải thông thường thì nó rất là hay bị các cái triệu chứng như trên. Nhưng các bác dùng con này thì cực kỳ yên tâm luôn. Có kiểm định các bác này. Đấy, chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 25.000 cho một vỉ như này. 25.000 cho một vỉ bàn chải đánh răng như này, bao gồm cho các bác là 6 chiếc luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. Tính ra là vào mua chỉ có mất 6, 4, 24 này. Đấy, tính ra vào có 4.000 một cái bàn chải thôi. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 24 em bán có 25.000. Giá cực tốt cho các bác luôn. Một vỉ bàn chải như này nhá. Đấy, hàng thì chuyên kiểm định như rồi. Chống viêm níu, lợi đau lợi, chảy máu chân răng. Vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải giá sẽ là 25.000. 25.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái khay cà phê nhá. Khay cà phê. Đấy thì các bác lên cho em là khay cà phê. Con này thì rất là tiện ích, các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín. Đấy rồi hoa quả các thứ, nói chung là đa di năng luôn. Bên shop bán lẻ thì sẽ là 25.000 cho một chiếc như này. Còn nếu các bác nào lấy combo là 5 chiếc thì giá sẽ là 110.000. Đây, một set 5 cái thì sẽ là 5 khay cà phê là 110.000 một set nhá. Còn lấy lẻ thì sẽ là 25.000 một chiếc. Còn các bác lấy từ 5 cái trở lên. Đấy. Lấy từ 5 cái trở lên combo 5 chiếc thì giá sẽ là 110.000 thôi. Combo 5 chiếc như này 110.000. Cái này các bác có thể dùng để mình đựng hoa quả này, đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Đấy, còn nó khá là sâu luôn, múc đồ xào đấy không lo bị tràn nước nhá. Lên cho em là khay cà phê 25.000 một cái, 110.000 cho 5 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên giặt của Nhật nhá. 55.000 một hộp như này. Đấy, viên giặt của Nhật 55.000 cho một hộp như này. Đây. Đấy. Cái này thì về nhà các bác có cả giặt cả tẩy cả xả luôn. Cả giặt cả tẩy cả xả như này. Thì các bác về các bác chỉ cần ném cho em là một túi này vào là xong. Đấy. Các bác ném trực tiếp vào cái đống quần áo của mình luôn, không cần phải mất công vệ sinh và cực kỳ là tiết kiệm luôn nhá. Đấy. Một hộp này thì của nó sẽ có cho các bác là bao nhiêu đây? Đấy, một hộp này của nó là không biết là bao nhiêu cái nữa. Rất là thơm luôn các bạn. Đấy, các bác cứ thế là mình bỏ vào trong cái ấy nhà mình thôi. Đấy. Lưu hương trong vòng 72 giờ đấy các bạn. Rất là thơm luôn nhá. Đó. Và em cũng không biết là nó là bao nhiêu viên nữa. Đây, để em đổ ra em đếm cho các bác xem.
khá là nhiều đấy các bạn, khá là nhiều luôn mà cũng không biết là bao nhiêu. Đây, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, thơm lắm. 12, 14 này, 16 này, 18 này, 20 này, 22 này, 24 này, 26 này, 28 này, 30 này, 32 này, 34 này, 36 này. Nó vào khoảng là 40 thôi nhá, vào khoảng là 40 viên. 40 viên như này, tức là các bác dùng được 40 lần, 40 lần. Đấy, dùng được 40 lần. Giá thì 55k, tính ra như vậy là mỗi lần giặt thì nó mất vào đâu đó là vào khoảng là trên 1000 một chút thôi. Mùi của nó thì cực kỳ là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Đấy, lên cho em là viên giặt Nhật nhá. 55.000 cho một hộp nhá, 55.000 cho một hộp như này. Một hộp này khoảng 40 viên, nói chung là dùng thì cực kỳ là thích luôn. Đấy, các bác dùng thì mình giặt quần áo rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là cái gì? Cái nối nhanh này, nối nhanh dây điện nhá, xem bán bao nhiêu. Đấy, cái nối nhanh dây điện như này các bác này. Đấy, thì các bác chỉ cần là lật cái này ra cho em này. Đấy, lật cái này ra, đút dây điện vào đây, sau đó thì mình sập vào là xong, không cần mình dùng băng dính quấn kéo lằng ngoằng mất thời gian. Đấy. Lên cho em là nối nhanh dây điện nhá. Nối nhanh dây điện, đó. 75.000 chục chiếc. Bao nhiêu? 75.000 chục chiếc, 10.000 chiếc. Giá bán lẻ thì sẽ là 10.000 một cái như này, còn các bác mua cả chục thì sẽ là 75.000 một chục nhá. Đấy, 75.000 một chục. Đấy thì nó rất là tiện. Đây, các bác chỉ cần là lật cái này lên, cắm dây điện vào đây cho em xong, ập nó xuống là xong. Đó. Đấy, lên cho em là nối nhanh dây điện, giá sẽ là 75.000 một chục và 10.000 lẻ là 10.000 một cái. 10.000 cho một cái như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc inox đây, nó sẽ là một con ấm như này. Rất là ngon lành cho bác luôn, hàng inox 304. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng là đi đây. Dung tích của nó là 107 này. Đấy, 1.7L này, su 304 nhá. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, điện 220V. Công suất của nó thì từ 1800 đến 2200W. Đó, đây. Hàng sẽ như này, hàng sẽ như này. Và giá thì sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Đó, 450.000. Con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng nó phải bán cho các bác khoảng 700-800.000 nhá. Khoảng 700-800.000. Đấy, nhưng mà bên shop thì bán cho các bác cái giá rất hợp lý thôi. Chỉ có 450.000 cho một con ấm như này thôi. Con này thì các bác về các bác sử dụng thì cực kỳ là ngon luôn. Đó, cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, đế điếc của nó này. Đế dây điếc của nó cực kỳ chắc chắn luôn các bác nhá. Đế dây cực kỳ chắc chắn luôn. Rất ngon lành nhá, dây dẫn chắc chắn. Inox 304. Đấy, inox 304 cả trong lẫn ngoài luôn, sáng bóng dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, có cái phần báo ánh sáng này, báo ánh sáng như này. Đó, có phần báo nước, lẫy của nó đây. Đó, rất ngon lành luôn. Nắp của nó thì là cái dạng là nắp đậy bằng tay này thôi. Đấy, nắp đậy bằng tay như này nhá, có lẫy nhá. Đấy, có lẫy trượt như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox, giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc hàng của Đức nhá. Đấy, các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức này. Đấy, hàng của thương hiệu Liebenlang, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Cái này thì nó là thuộc một cái dạng, nó dạng như là một cái giọng như thủy tinh các bạn. Đấy, nó kiểu thủy tinh ấy. Đấy. Một cái dạng thủy tinh chịu nhiệt, thủy tinh chịu nhiệt các bác nhá. Đó, và đây là cái nắp của nó này. Đây, nắp của nó ấn như này nó sẽ lên này. Đấy. Cái này thì nó sẽ có thêm cho các bác cái phần lưới lọc như này, thì khi các bác có thể là uống trà, uống cà phê hoặc là các cái loại lá đều được, thì nó sẽ có cái lưới này, nó sẽ giữ cho các bác luôn. Đó, nó sẽ có một cái lưới như này. Đây, đây là cái lưới của nó này. Thì các bác có thể cho trực tiếp trà hoặc là các cái loại hạt vào đây mình pha mình uống cũng rất là ok thôi. Đó, và con này thì giá của nó sẽ là 360.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm thủy tinh Đức nhá. Đấy, lên cho em là ấm Đức, giá của nó sẽ là 360.000. Đây, đây là cái đế của nó này. Đấy. Cái đế của nó đây. Đế của nó đây các bạn này. Đấy, đế của nó thì nó cũng có bo ấy như này nhá. Có bo inox như này, bo inox như này, rất là ngon lành các bạn. Đấy, rất ngon lành luôn. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Ấm siêu tốc Đức đây, công tác của nó này. Công tác đây và cái này là lẫy bật này. Đấy. Rất ngon lành cho bác luôn. Đây, cái này là công tác này. Còn cái này là lẫy bật này. Đó. Giá sẽ là 360.000 cho con này.
đấy, 360.000. Lên cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Đây. Đấy. Các bác lên cho em là ấm Đức giá sẽ là 360.000 con ấm Đức như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con đèn vàng này, giá sẽ là 175.000. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. 175.000 trong con đèn vàng như này. Ta đang ghi điện đi. Có kèm thêm một cái cáp như này nhá, một cái cáp sạc như này. Đây em sẽ bật test cho các bác xem luôn. Đây nó sẽ có sẵn một cái tấm pin năng lượng mặt trời nhá. Đây em sẽ bật cho các bác xem này. Rất sáng luôn các bác thấy không? Đây, đấy, đây con đèn em đang bật đây nhá. Sáng cả một cái khu phòng của em luôn. Mấy chục mét vuông như này mà sáng trưng luôn các bác này. Đó, đây các bác thấy chưa? Nhìn trực tiếp vào là chói mắt luôn. Đây, bật dọi vào hàng này. Sáng trưng luôn các bác nhá. Đó, rồi. 175.000 thôi. 175.000 cho con đèn như này. Con này thì vừa có chức năng là năng lượng mặt trời này, vừa có chức năng là sạc được luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp năng lượng mặt trời hoặc sạc này. Và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Cổng to sạc ra cho điện thoại, cổng bé sạc vào này. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, ánh sáng vàng, ánh sáng trắng nhá. Nhấp nháy cảnh báo các kiểu con là điều luôn. Đó. Và dòng này là dòng tiêu chuẩn kháng nước IP66 nhá. Kháng nước thoải mái, các bác dùng ngoài trời ok luôn. Đây, có tấm sẵn tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Rất sáng nhá. Mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ vào khoảng là 300W nhá, vào khoảng 300W. Siêu sáng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn vàng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực tốt luôn. Một con đèn vàng như này giá sẽ là 175.000 nhá, 175k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là khoảng là 30 cái lưỡi và một bàn cạo, kèm thêm là một cái hộp 30 lưỡi, một bàn cạo, kèm thêm cho các bác là một cái hộp ấy luôn, một cái hộp kem luôn. Đấy. 30 lưỡi, một bàn cạo, kèm thêm một hộp kem. Đây. Đấy. Giá thì cực kỳ là hấp dẫn cho các bác luôn. Đây, đây là cái bàn cạo này, bàn cạo kèm hộp kem này. Đấy. Và 30 lưỡi như này. Có 30 lưỡi như này nhá. Đấy. Đây là mỗi vỉ này là 1 2 3 6 lưỡi này. Đấy, lưỡi của nó là lưỡi kép như này, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Lưỡi kép các bác này, đó. Giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem, giá sẽ là 60.000. 60.000 cho cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vắt cam nhá, máy vắt cam. Đấy, hàng của thương hiệu Socani, cùng hãng với cái con máy xay sinh tố mà em mới lên video hôm qua đấy. Đó, thì đây. Đấy, con này thì các bác sử dụng điện 220V rất tiện ích luôn. Đấy. Đây, các bác chỉ cần đưa cam vào đây, vắt này, đấy là nó sẽ chạy thôi. Và các bác cắm điện như này là nó sẽ chạy này, điện 220V. Có hai nấc này, một cái nấc to này là dùng cho quả cam to, nấc nhỏ dùng cho quả cam nhỏ nhá. Đó. Và các bác cứ nhấp nhả này là nó sẽ vắt cho các bác rất là tiện luôn. Con này thì dung tích của nó lên tới 700ml nhá. Các bác có thể sử dụng uống trực tiếp được luôn. Đây. Đấy, nó là 45W sử dụng điện 220V. Rất tiện ích luôn. Lên xem là máy vắt cam giá của nó sẽ là 100. Các bác lên cho em là máy vắt cam nhá, 190k cho một con máy vắt cam như này, siêu tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng nhá, ổ điện trắng, giá sẽ là 60k. 60k cho một em ổ điện trắng như này, dây dài khoảng từ 1,5m đến 2m, có công tắc đóng ngắt, có hai chân USB và sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm luôn. 7 ổ cắm cho các bác nhá. Hai ổ USB, 7 ổ cắm, có đèn báo, có công tắc đóng ngắt. Giá chỉ có 60k thôi, giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái một cái lọ tinh dầu xả nhá. Đấy, tinh dầu xả. Các bác lên cho em là tinh dầu xả. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, hàng của Thái Lan nhá. Hàng của Thái Lan, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt vào các cái khu vực như là phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh. Đấy, thì thứ nhất là nó lưu hương thơm này. Đấy, hương xả rất là thơm luôn. Thứ hai là nó giúp cho các bác là diệt muỗi, côn trùng kiến gián rất là tốt nhá. Đấy, diệt muỗi, côn trùng kiến gián này. Đó, lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em là tinh dầu xả nhá. Tinh dầu xả, giá của nó sẽ là 30k cho một lọ tinh dầu xả như này. 30.000 cho một lọ tinh dầu xả như này nhá. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em là tinh dầu xả, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái lọ keo dán giày nhá. Cái này thì các bác chuyên dùng để dán giày rất là tốt luôn. Đấy, của nó là chuyên dụng để dán giày và dán đồ da. Đấy, giày giày dép, tức là giày vải, giày, nói chung là các loại giày đều dán được hết nhá. Và đồ da cũng rất là ok. Đây, nắp của nó như này. Và cái nắp này của nó thì nó sẽ có sẵn kim luôn. Đấy, và cái dòng keo này của nó sẽ là
cái dạng là keo dính chậm nhé, keo dính chậm cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Đấy. 15k cho một lọ keo dán dày như này nhá. Đây nó giúp cho em là keo dán dày. Giá sẽ là 15k cho một típ như này, 15.000 cho một típ keo dán dày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia đốc sạc kèm pin nhá. Giá sẽ là 65.000. Đấy, đốc sạc pin đồng hồ. Cái này của nó là pin đồng hồ nhá. Các bác có thể lắp vào mic karaoke cũng được. Đấy, đốc sạc pin đồng hồ. Giá của nó sẽ là 65k nhá. 65k cho một cái đốc sạc pin đồng hồ như này, cả đốc cả pin luôn, 65.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt bếp nhá. Đấy, chai xịt bếp này. Cái này thì các bác dùng để mình xịt vào bàn bếp này rồi các khu vực mà dính dầu mỡ các bác xịt vào cho em. Đấy, lên cho em là xịt bếp nhá. Đấy, xịt bếp con này thì dùng rất là tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ là cái dạng bọt như này các bác này. Đấy, dọn bọt như này. Đấy, dọn bọc bọt trắng như này các bác này, bọt trắng như này. Thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ giúp tẩy sạch các cái vết mỡ, dầu mỡ bám này, cặn bám rất là tốt luôn nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá. Xịt bếp giá của nó sẽ là, xịt bếp này bao nhiêu nhỉ? Xịt bếp 45k nhá, xịt bếp 45.000. Đấy, ngoài ra thì bên em có cái xịt nhà tắm này, xịt nhà tắm nhà vệ sinh. Thì các bác lên cho em là xịt nhà tắm nhá. Xịt nhà tắm giá của nó sẽ là 40k. Đấy, 40k. Thì hai cái chai này đều là hương chanh và hương tự nhiên rất là thơm luôn. Và nó sẽ xịt ra cái dạng kem như này các bác. Đấy, thì các bác có thể sử dụng để mình đánh mình kỳ cọ như nhà tắm, nhà vệ sinh và bếp. Đấy, thì xịt bếp sẽ là 45.000. Và xịt nhà tắm là 40.000 nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, bếp giáp nhà các bác, bẩn các bác xịt vào cho em. Xịt vào sau đó thì mình để một lúc, sau đó thì mình đánh kỳ cọ lau rửa đi là nó sẽ sáng bóng luôn nhá. Đấy, các bề mặt bếp ga rồi hút bụi rồi hút dầu mỡ. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Các bác xịt vào sau để một lúc, sau đó thì mình đánh rửa đi cho em. Đấy, sạch luôn nhá. Đó, nó sẽ tạo sáng bóng cho gian bếp nhà mình. Đấy, rất tiện ích luôn nhá. Đấy, xịt bếp giá sẽ là 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Đấy, các bác có thể dùng để xịt mình lau chùi rất tiện ích luôn nhá. Đó, các bác thấy không? Đấy, xịt bếp này, xịt nhà tắm nhà vệ sinh. Đây này, xịt nhà vệ sinh các bác này. Đấy, nhà vệ sinh các bác bị bẩn này, nấm mốc lâu ngày này, các bác xịt vào cho em rất tiện ích luôn nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy, đây các bác này. Đấy, xịt vào là sạch luôn. Đó, xịt vào nó sẽ tẩy sạch cho các bác luôn nhá, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là khóa dây này. Con khóa dây này của nó thì sẽ là 80.000 cho một con khóa dây như này. Đấy, thì bên shop để mặc định mật khẩu của nó sẽ là dãy số 0 như này. Về nhà thì các bác có thể đảo mật khẩu tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Con này sẽ là 80.000 các bác này, 80.000. Đấy, đảo mật khẩu thì đơn giản thôi, các bác xoay theo cái chiều kim đồng hồ này, có cái chiều mũi tên thì các bác xoay theo này. Sau đó các bác cài mật khẩu tùy ý, sau đó thì các bác lại xoay cái kia trở lại là xong. Con này thì các bác lên cho là khóa dây 80.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa chữ U này. Đấy, khóa chữ U đây. Con này thì giá của nó là 85.000. 85.000 thì con khóa chữ U như này. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Đấy, các bác chỉ cần đảo đi một số đã là không mở được rồi. Đó, còn chuyển mật khẩu khác thì các bác cũng xoay cái này cho em, sau đó thì mình lại xoay mật khẩu, đảo mật khẩu đi cho nó cho về là xong. Khóa chữ U này thì giá của nó sẽ là 85.000 nhá. 85.000 cho con khóa chữ U. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lon chày inox nhá. Đây, cái lon chày inox như này. Đấy, lon chày inox như này nhá, rất là đẹp luôn đây các bác này. Đấy, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một lon và một chày bằng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Lon chày inox sáng bóng đẹp. Con này thì nó sẽ có cho các bác cả nắp đậy luôn, thì khi các bác giã đồ này, giã cua đấy thì nói chung là nó không bị bắn, bị hắt nhá. Đây, rất là ngon luôn. Ra hỏi cái bộ lon chày bao tiền. Đấy, thì rất tiện ích các bác này. Đấy, bằng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Đấy, đây, rất tiện ích luôn nhá. Đấy. Hả? 130.000 cho cái bộ lon chày inox này thôi. Đây, mã giúp cho em là lon chày inox nhá, 130k. Giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn, 130.000. Cái chày này của nó thì nó dài khoảng gần 20cm, còn cái lon này thì cao khoảng 10cm, su 304, dưới có lót cao su này, dùng để giã cua, giã tôm tép này. Đấy, hoặc là hành tỏi đều ok hết nhá. Lên cho em là bộ lon chày này, bộ lon chày 130.000 nhá.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Đấy, nó sẽ là hình khẩu súng như này. Bên em gọi nó là súng thư giãn. Con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu để các bác dùng để mình massage và một thân máy như này nhá. Một thân máy như này. Đấy, các bác giữ lì này cho em là nó sẽ lên. Đấy. Và các bác có thể tăng giảm cấp độ tùy theo. Và đây là cái đầu của nó này, các bác lắp vào này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 6 cấp độ rung nhá. Đấy, rung cực kỳ khủng luôn. Đó. Đây, rung rất là mạnh các bác nhá. Đây, các bác trông cái tay này, em rung lên này. Đây, cho bắp tay các bác này. Đấy, rung này. Và anh bắp tay này rất là tốt luôn nhá. Các bác có thể rung tay, chân rồi mông đùi các kiểu con này đều luôn, rung ở chỗ nào cũng được. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi, giá cực rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là súng thư giãn, nó hình khẩu súng nhá, 170k. Đây nó hình khẩu súng như này các bác này. Đấy, bắn bùm. Lên cho em là súng thư giãn, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho em súng thư giãn như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái mã rất là mới các bác này. Đó. Đó, một con chuông đồng rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, chuông bằng đồng. Con này nó là bằng đồng thau tự nhiên nhá, đồng thau tự nhiên, hàng đúc thủ công rất là đẹp luôn các bác này. Các bác có thể mua về để mình sử dụng khi mà mình có gia đình có công việc lễ lại này, hoặc là các cái công việc khác đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là chuông đồng, con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, 100.000 cho con chuông đồng như này. Các bác lên cho em là chuông đồng, giá sẽ là 100k. Đó, chuông đồng này. Chuông đồng, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con chuông đồng như này. Tiếp theo thì con chuông này thì cái chiều cao của nó tính cả cái phần cán này vào khoảng trên 10 cm, cái phần rộng này của nó thì vào khoảng là 8 cm nhá. Còn phần cao nguyên chuông thì vào khoảng 5 cm, 5 đến 7 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm chết của Mỹ nhá, hàng thương hiệu Crossman USA. Đấy, kìm chết Mỹ, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác nhá. Giá chỉ có 100k thôi. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên mã cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết Mỹ như này các bác này, 100k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ môi nhá. Môi thì đây. Đấy, nó sẽ là một con môi rất là đẹp như này này. Đấy, một con môi rất là đẹp này các bác này. Đấy. Giá thì sẽ là 40.000 cho một cái môi như này. Hàng siêu dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Môi thì bằng inox 304, cực kỳ là võng lòng luôn, dày dẫn chắc chắn. Riêng con này mà các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Riêng con này các bác dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, rất là đẹp các bác này. Cái phần cán của nó thì nó sẽ là đúc liền như này và không có phần rãnh, thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị rửa ráy, thì nó sẽ rất là vệ sinh luôn, không bị động cáu cắn bẩn các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 40k cho một cái môi như này nhá. Để các bác lên cho em là môi đặc nhá. Môi đặc, giá sẽ là 40.000 cho một cái môi đặc như này các bác này. 40k cho cái môi đặc như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái thắt lưng đại bàng nhá. Các bác lên cho em nó là thắt lưng đại bàng này. Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1m1 đến 1m2. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 1m2. Và nó sẽ là hình đại bàng rất là đẹp như này. Hình con đại bàng rất là đẹp như này. Đấy, USA nhá, USA. Con này thì chất liệu của nó thì bằng dây dù như này, hàng của quân đội Mỹ này, hàng quân đội Mỹ, USA nhá. Hình con đại bàng rất là đẹp luôn. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đại bàng nhá. Thắt lưng đại bàng. Đó, đây, rất đẹp các bác này. Hàng của quân đội. Hàng của quân đội cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Đấy, các bác chỉ cần sập này cho em là xong. Đó. Hình con đại bàng rất là đẹp này, USA này. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng, con này sẽ là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái thắt lưng dép nhá. Đấy, thắt lưng dép đây. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì cũng vào khoảng 1m1 đến 1m2 nhá. Con này thì nó sẽ là bên shop đang lên tên nó là thắt lưng dù này. Thắt lưng dù hoặc là thắt lưng dép. Thì các bác lên cho em là thắt lưng dép, còn con này là thắt lưng đại bàng. Hai con này thì nó sẽ giống nhau nhưng mà giá tiền thì khác nhau nhá. Cũng là hàng của Mỹ luôn, thương hiệu dép của Mỹ, 1961 này. Con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k. Các bác lên cho em là thắt lưng dép 80.000 và con này thì nó sẽ là thắt lưng đại bàng. Đại bàng thì con này sẽ là 120 nhá. Đấy. Con này thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Chất liệu các thứ thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt nhá. Đấy, nó khác nhau ở cái mặt này các bác này. Đấy. Cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn này, mặt đại bàng nó sẽ đắt hơn, còn cái mặt Z này thì sẽ rẻ hơn các bác nhá. Đó. Thì con thắt lưng đại bàng này là 120.000. Đấy, 120.000, còn con thắt lưng Z này thì giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá, viên thả bồn cầu. Một túi này của nó thì sẽ là 10 viên.
Đấy, mỗi tháng các bác cứ dùng cho em một viên này cho em. Đấy, trong một năm này là ok. Đấy, mỗi tháng một viên này cho em. À, dòng này của nó thì sẽ là 15k cho một túi như này. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Sạch, thơm. Sạch, thơm và diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn, giá sẽ là 15k. Lên mã giúp cho em đó là viên thả bồng câu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Một lọ này thì giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Đấy, mùi của nó thì thơm dịu nhẹ dễ chịu. Nó sẽ có cho các bác là cái bấc về nhà các bác tháo cái nắp này ra, sau đó thì cắm cái bấc này vào cho em này. Đấy, có cả bấc cả nơ đàng hoàng nhá. Đấy, cả bấc cả nơ đàng hoàng treo vào đây cho em. Đấy, các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn, rất là thơm luôn nhá. Nhà hàng khách sạn rất là thơm luôn. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này, 30.000. Đấy, 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Đấy, đây thì nó sẽ là một cái cặp lồng mà có 4 ngăn như này, 1 2 3 4, 4 ngăn như này. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Đấy, cặp lồng tầng như này. Và nó sẽ có cho các bác là 4 ngăn. 4 ngăn nha, giá sẽ là 80.000. Đấy, 80.000 đây, em sẽ mở cho các bác xem. Giá rất rẻ các bác, giá rất rẻ luôn. Đấy, đây. Mở nắp ra các bác này. Đấy, mở nắp ra thì nó sẽ có từng ngăn một như này. Đấy, có từng ngăn một này. Đây là nắp của nó này. Đấy. Mỗi ngăn một nắp như này nhá. Đấy. 4 ngăn, dung tích của nó là 2 lít và giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Đậy vào thì cực kỳ là fit luôn. Đấy, đây, 4 ngăn như này. Các bác chỉ còn sập lẫy này em xong này. Đấy. Cứ sập lẫy vào là xong nhá. Có nắp, có giòn đàng hoàng nhá, 80k. Lên trên là cặp lồng tầng rồi. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Tiếp tục các mã hàng bên shop tiếp tục về cho các bác trong ngày hôm nay. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái đèn dầu nhá. Các bác lên cho em là đèn. Con này có phải đèn dầu không? Các bác lên cho em là đèn dầu nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dạng giả cổ rất là đẹp luôn. Các bác có thể vừa dùng để co trang trí, vừa dùng để mình sử dụng luôn. Đấy, thì đây nó sẽ có cái phần để các bác châm dầu vào đây cho em này, châm dầu vào đây cho em. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Con này thì giá rất tốt nhá, chỉ có 130.000 cho một con đèn dầu như này thôi. Về nhà thì các bác châm dầu hỏa vào mình sử dụng thôi. Ở đây nó sẽ có sẵn bấc cho các bác rồi. Đây, có sẵn cái bấc này các bác này. Các bác có thể tăng giảm bấc ở đây nhá, tăng giảm bấc ở đây, rất tiện luôn. Đấy, và khi mình châm thì mình có thể là nhấc cái này ra để mình châm này, hoặc các bác có thể xoáy trực tiếp được. Lên cho em là đèn dầu, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Các bác lên cho em là đèn dầu này. Đó. Đèn dầu giá sẽ là 130k, 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi chéo dàn di nhá. Túi chéo thì bên em có hai mẫu, đó là túi chéo da bò và túi chéo dàn di. Đó. Dàn di thì nó cũng về hai màu dàn di như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ là hai màu dàn di như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Con này thì các bác có thể mua để đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt, đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh, điện thoại, giấy tờ, ví tiền. Đấy, các bác đựng ở cái ngăn đằng trước này rất là ngon luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một ngăn bé đằng trước này và một ngăn to này. Đấy, một ngăn to. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40 cành thôi nhá. Giá chỉ có cho các bác là 40 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là túi chéo dàn di nhá. Túi chéo dàn di. Chiều cao của nó thì vào khoảng 30 và chiều rộng khoảng 20. Đấy, con này thì các bác lên cho em là túi chéo dàn di. Giá của nó sẽ là 40k. Đấy. Lên cho em là túi chéo dàn di này. Túi chéo dàn di nhá. Dàn di giá sẽ là 40k một chiếc, 40k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái mẫu túi chéo da bò này. Đấy. Túi chéo bằng da bò như này. Và có cho các bác là bỏ ra đây luôn để quay. Và có cho các bác là hai màu, màu xám như này. Đấy, màu xám như này và màu xanh, màu xám và màu xanh. Giá thì sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho một cái con túi chéo da bò như này. Chất liệu của nó thì bằng da bò tự nhiên nhá. Đây. Đấy, các bác xem này. Đấy, em cào cũng không bị gì luôn đây các bác nhá. Đây, đây. Đấy, đây, con này. Các bác thấy chưa? Đấy, cái phần này thì bằng inox rất là sắc luôn, mà cào vào cũng không có hề hấn gì các bác nhá. Đấy, các bác thấy chưa? Nó không có hề hấn gì luôn, không có một vết xước luôn. Chất liệu bằng da bò tự nhiên, về nhà em bao các bác test đốt thoải mái luôn nhá. Test đốt thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 140.000. Lên mã giúp cho em đó là túi chéo da bò nhá, túi chéo da bò. Da bò giá sẽ là 140k một chiếc nhá. 140.000 cho một em túi chéo da bò. Đấy.
thì kích thước thì nó sẽ là na ná như nhau đấy, nhưng mà nó khác nhau nhá. Đấy, nó khác nhau về một cái dòng là chất liệu là bằng da bò tự nhiên, còn một dòng là nó sẽ là bằng hàng vải thô quân đội như này, cũng rất là bền đẹp và nhẹ chắc chắn. Đấy, quai đeo như này rất là tiện ích luôn. Đấy, túi chéo da bò và túi chéo dàn di. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Tiếp theo thì bên shop về được một ít cái máy đồng hồ các này. Đấy, một cái máy đồng hồ như này các bác nhá. Đấy, máy đồng hồ như này. Về nhà thì các bác lắp kim vào cho em. Bên em sẽ gửi kèm cho các bác là cả lẫy kim các thứ, về nhà các bác lắp vào cho em. Lắp kim thì nói chung là các bác là thợ hoặc là bên tháo ra thì sửa chữa thì các bác biết rồi. Đấy. Một con máy đồng hồ như này nó chạy bằng pin đồng hồ nhá, chạy pin đồng hồ bình thường. Thì nhà các bác đồng hồ bị hỏng thì các bác có thể dùng để mình thay tháo cho em. Dùng để mình thay tháo cho em rất là tiện nhá. Lên cho em là máy đồng hồ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái máy đồng hồ như này. Đấy, nó sẽ có sẵn cho các bác là kim này. Đấy, kim đây. Đấy, em sẽ gửi sẵn kim cho các bác luôn. Đấy, đủ 3 kim. Kim giờ, kim phút và kim giây nhá. Kim giờ, kim phút, kim giây. Đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ. Các bác lên cho em là máy đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc. Cái này thì bên em bán là không có kèm pin đâu. Về nhà các bác tự lấy pin nhà mình thôi. Lên cho em là máy đồng hồ 40k đây. Đấy, máy đồng hồ 40.000 các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhẫn mạ vàng này. Đấy, lên cho em là nhẫn vàng. Con này thì nó sẽ là dòng vàng 18 carat, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng thép, thép của nó là thép trắng không gỉ và mạ vàng. Ở đây thì nó sẽ là thuộc cái dòng là cơ chế là bóp vào như này được này. Đấy, thì tay to tay nhỏ các bác chỉ cần bóp vào như này cho em là xong. Đấy, sau đó thì mình đeo vào. Rất đẹp luôn. Đó các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Đó. Vàng của nó là mạ vàng 18 carat nhá. Mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Đeo vào rất là đẹp luôn, hình con rồng này. Hình con rồng cực kỳ đẹp luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn vàng. Giá thì chỉ có 20.000 cho một cái nhẫn vàng như này thôi. 20k cho một chiếc nhẫn vàng như này. Đấy, nhẫn vàng hình con rồng, cực kỳ tài lộc cho các bác luôn. Đấy. Cực kỳ là hút tài lộc cho các bác luôn nhá. Lên cho em là nhẫn vàng con rồng. Giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa Zippo nhá. Bật lửa Zippo, hàng của Mỹ. Đấy, thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, USA này, hàng của Mỹ USA đây. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc, màu vàng và màu bạc như này. Giá thì sẽ là 95k nhá. 95k cho một con bật lửa Zippo như này. Hàng nguyên đai nguyên kiện, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện. Chưa qua sử dụng, bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị, giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. 95.000 một chiếc thôi nhá. Đấy. Về nhà thì các bác sử dụng xăng thơm cho em. Đây. Đấy, đây các bác này, còn nguyên tem này các bác này. Đấy, còn nguyên tem này. Đấy các bác theo, đây. Đấy, bật lửa Zippo nhá, cực kỳ ngon luôn. USA American, hàng của Mỹ nhá. Đấy, hàng của Mỹ, cực kỳ chất luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo, giá sẽ là 95.000 một chiếc. Đó, 95.000 cho một con bật lửa Zippo như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây, made in USA các bác này, made in USA. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món này. Giá sẽ là 25k. Sản phẩm sẽ bao gồm là một con nạo to, thì con này sẽ bao gồm là một nạo sợi, một nạo vỏ này, một con nạo nhỏ này. Con này thì có cái đầu để các bác khoáy cái phần sâu này, và một con dao như này. Con dao nhọn này các bác dùng để làm lòng gà, lòng gà, rồi làm cá, rồi các bác có thể nhổ lông gà, lông gan, lông vịt ở cái phần nhíp ở đây, rất tiện ích luôn. Combo cho các bác một cái bộ nạo 3 món như này, giá thì chỉ có 25k thôi. 25.000 cái bộ nạo 3 món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái vòi vàng đây. Đầu này nó sẽ làm cái đầu vòi như này, thì các bác có thể xoáy để mình điều chỉnh này. Đấy, xoáy để điều chỉnh các cái chế độ nước khác nhau các bác nhá. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là chế độ để các bác xoáy vào đầu nguồn nước nhà mình này, và có cho các bác chế độ đó là ngoắt nghéo này. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh ngoắt nghéo như này thì rất là tiện. Con này thì các bác lên cho em là vòi vàng. Giá sẽ là vòi vàng bao tiền đấy nhỉ? Các bác lên mã giúp cho em là vòi vàng nhá. Giá sẽ là 35.000. Lên mã giúp cho em là vòi vàng, giá sẽ là 35.000 cho một con vòi vàng như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhé. Đấy, có thể ngoắt nghéo. Các bác chỉ về chỉ cần nó có đầu gioăng đây rồi. Có cái đầu gioăng gen xoáy rồi các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình là xong. Sau đó thì mình có thể tùy chỉnh như này. Được, ok. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu nước hoa. Mẫu nước hoa hàng của Nhật các bác này. Hàng của Nhật đây. Brolamen. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là nước hoa khô nhá. Giá nó sẽ là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp này. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đi 30.000 một hộp. Một hộp sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3, 4. 4 một hộp sẽ... Một hộp to thì sẽ có cho các bác là 4 hộp nhỏ như này nhá. Đây, đấy. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là dòng nước hoa khô như này.
và các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp lên tay này, hoặc là lên thái dương, hoặc là lên phía sau cổ đấy, thì tùy các bác muốn sức vào đâu thì sức nhá. Nó sẽ là dòng nước hoa sáp khô như này, mùi thơm dịu nhẹ, rất là dịu nhẹ, dễ chịu luôn. Và giá thì sẽ là 30k cho một hộp như này nhá. 30.000 cho một hộp nước hoa như này, sẽ bao gồm cho các bác là 4 lọ luôn. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khô nhá, nước hoa khô 30.000 cho một hộp như này, bao gồm là 4 lọ, theo hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 4 lọ với lại 4 mùi hương khác nhau. Đấy, hương Paris này, đấy rồi rất là nhiều các loại hương khác nhau nhá. Ớt men này, Paris này, nói chung là 4 lọ 4 mùi hương như này. 4 hộp với 4 mùi hương khác nhau. Giá thì chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em là nước hoa khô, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái pin 16850 nhá. Pin 18650. Đấy, hàng pin Li-ion 3,7V. Con này các bác có thể dùng để mình thay tháo và chế cháo các kiểu con là điều được luôn. Giá thì sẽ là 20k cho một viên như này nhá. 20k cho một viên pin Li-ion 18650 như này, 20.000 một viên thôi. Đấy, 20.000 cho một viên pin như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy tỉa lông mũi mini nhá. Con này thì nó sẽ là hàng bằng máy. Giá thì sẽ là 60.000 một chiếc. 60.000 cho một chiếc máy tỉa lông mũi mini như này. Có kèm cho các bác là một cáp sạc này, một cáp sạc và một con máy như này. Đấy, máy như này các bác nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Konka các bác này. Konka của Nhật nhá. Đấy. Và nó sẽ là dòng máy như này và dòng dùng để sạc pin nhá, dùng sạc pin đây. 3W này, công suất của nó là 3W. Các bác chỉ cần nhấp này là xong này. Đấy. Ở đây thì con này các bác dùng nó rất là tiện dụng, nó chỉ nhỏ bằng cái máy lửa như này thôi, nhỏ bằng cái máy lửa này thôi. Các bác có thể bỏ ba lô đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Các bác lên mã giúp cho em là máy tỉa lông mũi nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con máy tỉa lông mũi mini như này. Con này thì rất là nhỏ gọn và tiện dụng, các bác có thể mang theo đi du lịch, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng sạc pin về nhà thì các bác sạc vào cho em là xong. Đấy, dùng hết thì mình sạc pin vào cho em. Máy tỉa lông mũi mini, giá sẽ là máy tỉa lông mũi mini giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã rất mới, đó là cái đế nóng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đế nóng này. Đấy, con này thì sử dụng trực tiếp điện 220V luôn. Các bác có thể dùng để mình đun nấu và có cả điều chỉnh tăng giảm ở đây nhá. Tắt đi này và có cho các bác là 5 số luôn, 5 cấp số như này. Đấy, cái này của nó bằng gang này thì các bác có thể dùng để mình đun nấu hoặc là hãm trà, hoặc là dùng để hãm trà các thứ đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây, em sẽ cắm điện cho các bác xem. Con này thì các bác cắm vào một lúc cái là nó sẽ nóng cái đế này lên luôn. Thì các bác có thể đặt lên trực tiếp để mình đun nấu các kiểu con này điều được luôn. Đây, đấy nó sẽ có công tắc điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, tắt đi thì nó sẽ tắt đèn này. Và bật lên, các bác bật lên là đèn nó sẽ lên này. Thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2 cái thứ này. Đấy. Và cái này thì các bác cho vào là nó sẽ nóng luôn, nó là một cái mâm gang nhá. Nó sẽ là một cái mâm gang như này. Nóng luôn đấy, em vừa để cái là nó đã nóng rồi các bác nhá. Đấy, rất là nhanh luôn. Nếu các bác để số mạnh là nó còn nóng nhanh hơn. Thì con này các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt. Đấy, đi đâu cũng được, công tác mình có thể dùng để mình đun nấu nó như một cái mâm gang nhá, nó như một cái mâm gang, rất là tiện luôn. Lên cho em là đế nóng nhá, đế nóng, giá của nó sẽ là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây. Đấy, các bác có thể đun các cái loại xoong nồi, các kiểu con đà điểu được luôn. Đấy, đun rồi các bác có thể dùng để mình chế biến pha trà các thứ cũng rất là ok. Đây em sẽ có cái video thực tế đây các bác này. Con này các bác có thể cho cả ấm sứ, ấm sành, ấm sứ lên đun được bình thường các bác nhá. Đấy, nó giữ nóng rất là tốt luôn. Đấy, nó vừa giữ nóng cho các bác khi mà mùa đông mình hãm trà, pha trà các kiểu con đà điểu luôn. Rất tiện ích. Giá thì sẽ là 130.000 các bác nhá. 130.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đuôi hai chân nhá. Cái đuôi này nó sẽ là một cái dòng đuôi cảm ứng. Con này thì nó sẽ tiện hơn cái đuôi thường kia một chút. Cầm cái đuôi, cả cái đuôi thường này. Con này nó sẽ tiện hơn cái đuôi cảm ứng thường một chút nhá. Con này là về nhà các bác không cần phải đấu nối đấu nủng gì cả. Về nhà thì nhà các bác đã có sẵn cái đuôi rồi. Đấy, có sẵn cái đuôi rồi. Các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi này cho em, xong xoáy quả bóng qua đây là nó sẽ cấp điện và dòng này nó sẽ là dòng cảm biến. Và nó sẽ có người đi đến thì nó sáng và đi qua nó sẽ tắt nhá. Nó cũng có điều chỉnh thời gian sáng này và sáng ban ngày hay ban đêm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em đó là đuôi hai chân nhá. Đuôi hai chân giá sẽ là 60.000 cho một con đuôi hai chân như này. Nó cũng là dòng đuôi cảm biến như bình thường thôi. Nhưng mà em gọi nó khác tên đi để nó tránh cái việc là bị trùng tên các bác nhá. Đấy. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà, rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Đấy. Khi đi gần đến, đèn sẽ tự động sáng. Khi bạn đi qua, đèn sẽ tự động tắt. Lắp đặt một cái ở nhà bếp, lan can, cầu thang hay hành lang bên ngoài nhà đều tiện lợi, vừa tiết kiệm điện, vừa sử dụng hiệu quả, rất tiện.
Có cái này rồi, bạn có thể chuyển đổi bóng đèn thông thường ở nhà thành đèn cảm biến hồng ngoại. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà, rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Khi đi gần đến, đèn sẽ tự động sáng, khi bạn đi qua, đèn sẽ tự động tắt. Đó, rất tiện ích cho nhá. Lên mã giúp cho em đó là đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000. Ngoài ra thì bên shop có cái đuôi cảm ứng đây. Đấy, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Con này thì em đang bán với cái giá là 60.000. Đợt này thì con này sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút. Giá của nó sẽ là 55k cho cái đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì về các bác phải đấu nối vào nguồn điện. Cái tính năng sử dụng thì nó cũng như con kia, cũng là có điều chỉnh ban ngày ban đêm và thời gian sáng. Ngoài ra thì về nhà các bác phải đấu nối trực tiếp thì nó sẽ mất công hơn một chút. Còn cái con đuôi hai chân kia thì về nhà các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi cũ của mình là xong. Con này thì các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Giá của nó sẽ là 55k. Đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 55k thôi, 55.000. Đấy, về cho các bác giá tốt hơn một chút, 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Còn con này nó sẽ là đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000. Thì con này nó tiện hơn, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, nhu cầu mục đích của các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cục lọc nước nhá. Đấy, cục lọc nước. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho một cục lọc nước như này. Về nhà thì các bác có thể là bắt vào các cái nguồn cấp nước nhà mình, ví dụ như là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, rồi các cái nguồn nước mình lắp vào cho em thì nó sẽ giúp cho các bác là cái tính năng lọc nước, lọc cặn bã rất là tốt luôn. Đấy, thì ví dụ như nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet của các bác, nguồn nước của mình mà hay bị bẩn thì các bác dùng con này cho em. Đấy, đây thì các bác lắp đặt vào sau đó thì nó sẽ lọc nước cho các bác rất là tốt nhá. Lên cho em là đuôi lọc nước. Các bác lên cho em là củ lọc nước nhá. Củ lọc nước giá của nó sẽ là 50k, 50.000 cho một củ lọc nước như này. Tham khảo cái cục lọc nước mini này, nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Nó còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong hoặc là inbox cho em để em hỗ trợ nhé. Màng lọc là inbox 34. Các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt. Các bác thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Mình có thể xoáy ra để vệ sinh được các bác nhé. Cái nhỏ mà có thể giúp cho cái máy giặt của nhà các bác sử dụng được bền hơn nhé. Cặn bẩn nó là một cái yếu tố mà nó làm cho cái máy giặt của chúng ta sử dụng nó nhanh hỏng. Đó thì các bác có thể tham khảo cái cục lọc nước mini này. Nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Nó còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong của lại inbox cho em để em hỗ trợ nhé. Màng lọc là inox 34. Các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt. Các bác thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là từ được làm từ titanium các bác này, titanium và các cái hạt nam châm từ trường như này. Thì khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, đấy, huyết áp ổn định. Đây, vừa là vàng, vừa mạ vàng 18 carat thì vừa giúp cho các bác là vừa làm đồ trang sức, vừa giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Đó, lên mã giúp cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá thì đợt này bên shop về cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp này. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Lên cho em là vòng vàng này. Điều hòa huyết áp giá sẽ là 40k một chiếc thôi. 40.000 một chiếc vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp khuy cúc nhá. Đấy, khuy cúc áo. Lên cho em là khuy cúc áo này. Một hộp này của nó thì đầy đủ to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một hộp khuy cúc áo như này. Đây. Đấy các bác này, rất đẹp luôn. Thì về nhà cúc áo cúc quần đều được hết nhá. Cúc áo cúc quần đều được hết này. Ở đây thì nó sẽ sẵn cho các bác là cả cúc này, các màu luôn. Cúc các màu và vít như này rồi. Ví dụ như quần áo các bác mà bị hỏng này, bị bong này, hoặc là các bác muốn cho nó nhỏ vào một chút này thì các bác có thể dùng cái cúc này cho em. Nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một hộp như này. Lên cho em là khuy cúc nhá. Khuy cúc áo, khuy cúc quần. Giá sẽ là 35.000 cho một hộp thôi. 35k cho một hộp khuy cúc áo cúc quần như này. Cái này thì ứng dụng rất là đơn giản thôi, nó có sẵn như này rồi. Về nhà các bác không cần phải dùng bằng kim khâu gì cả. Nó có sẵn ốc vít như này. Các bác về các bác bắt vít vào là xong. Cỡ nào thì các bác cũng bắt được hết nhá. Ở đồ ra đã có bộ dụng cụ đóng khuy cúc này, cực kỳ tiện lợi luôn. Rất là tiện luôn các bác nhá. Từ giờ sẽ không phải lách kim bấm khúc. Thì rất là tiện luôn các bác, chỉ cần là bắt vít vào cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay. Con này thì giá sẽ là 100 cành cho một con đèn cầm tay như này, 100k nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái cáp sạc này. Đấy, và có tấm pin năng lượng mặt trời đây, có tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, và có chân sạc ra cho điện thoại luôn, chân sạc ra cho điện thoại hết pin các bác dùng để sạc cho em. Có báo pin nhá. Đầu tiên nó sẽ có một cái đèn cầu lồi như này, tiếp theo là đến một cái giải LED hai bên như này.
Và tiếp theo nữa là một cái đèn pha khá là rọi luôn, đèn pha khá là rọi nhá, rọi khá là xa luôn đấy các bạn. Đó, một con đèn pha như này. Đấy, tổng của nó sẽ là có 3 đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời đằng sau như này. Giá thì chỉ có cho các bác là một con đèn cầm tay như này, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Bên mã giúp cho em là đèn cầm tay, giá của nó sẽ là 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi lò xo này. Bên mã giúp cho em đó là đuôi lò xo, một con đuôi lò xo như này giá sẽ là 35.000. Đấy, 35.000. Thì đây, em mô phỏng lại cái đuôi hai chân thì về nhà các bác, nhà các bác có sẵn cái đuôi này rồi, các bác chỉ cần bắt vào đây cho em này. Sau đó thì mình bắt cái quả bóng ra đây, bắt quả bóng ra đây thì khi có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt. Đấy, rất tiện ích nhá. Con đuôi lò xo này thì sẽ là 35.000, còn cái con đuôi đuôi hai chân này thì nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho con đuôi hai chân như này. Con đuôi lò xo này là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá, đèn cúc áo. Con này thì bên shop đang thanh lý, giá cực tốt cho bác luôn. Chỉ có 30k thôi. 30k trong con đèn cúc áo như này. Siêu sáng luôn các bác này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, con này thì giá thanh lý cho bác chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo, siêu sáng luôn. 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Đấy, có nam châm hít rồi, có chức năng khui bia các thứ luôn. Tiếp theo là cái tô vít đa năng nhá. Đấy, tô vít vạn năng. Đây, tô vít vạn năng như này. Đấy, con này thì 8 trong 1 luôn. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là đầu dẹt này. Đấy, đầu dẹt này. Các bác không thích dùng đầu dẹt thì mình lại dùng cái đầu tròn như này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ. Và các bác thấy không? Tiện không? Rất là tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một con vít mini như này nữa này. Đấy, một con vít mini, hàng siêu nhỏ như này. Hàng siêu nhỏ như này để các bác dùng cho các cái loại ốc mini, ốc nhỏ đấy thì cũng rất là ok nhá. Và có một đầu dẹt, một đầu tròn. Các bác có thể đảo chiều để sử dụng đầu dẹt, đầu tròn cho em. Đó. Lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Giá thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một con tô vít vạn năng như này nhá, 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu túi nhá, mẫu túi đây. Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em đó là túi túi nam nhá, túi nam. Con này thì nó sẽ là một cái túi rất là tiện ích để các bác có thể dùng đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học, đi làm đều được hết nhá. Đây, lên mã giúp cho em là túi nam này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải dù quân đội nhá. Vải dù quân đội có quai đeo, quai sách như này. Chiều cao thì vào khoảng trên 20, chiều rộng 20. Và khi mà các bác mở rộng ra thì nó sẽ là vào khoảng 10cm. Con này thì rất là tiện luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt này. Ở trong có một ngăn phụ này. Đấy, tiếp theo là các cái ngăn nhỏ bên ngoài nữa. Con này thì dùng rất là thích luôn. Đấy, rất thích luôn các bạn. Đây, ngăn phụ bên sau nữa này. Con này thì xịn sò lắm, xịn sò con bò luôn các bạn này. Đấy, xịn sò con bò. Các bác bỏ được khá nhiều đồ luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một con túi nam như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi nam, giá sẽ là 110.000. Đó, lên cho em là túi nam này. Đây, túi nam. Giá sẽ là 110k nhá, 110k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bao lô da như này. Bao lô da như này các bác này. Đấy, bao lô da. Thì nó có màu đen và màu xanh như này nhá. Màu đen và màu xanh như này. Thì màu nó cũng na ná như nhau thôi. Một con bao lô da cực kỳ chất lượng và xịn sò như này các bác này. Đấy, bao lô da nhá. Rất chất lượng xịn sò luôn. Đấy. Hàng thì khá là rộng luôn. Chiều ngang của nó thì vào chiều dài khoảng 50, chiều rộng thì vào khoảng là 25 và chiều cao thì vào khoảng là 30 nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này. Đấy, đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác này. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng nhá. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng. Đấy. Và có cho các bác là một cái ngăn bên hông như này để mình đựng giày dép vào đây. Đấy, đôi giày đôi dép các bác đút vào đây cho em. Rất là tiện ích luôn nhá. Đôi giày đôi dép đút vào đây. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Ba lô da. Giá thì lên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Giá sẽ là 125.000 một chiếc. 125.000 cho một con ba lô da hàng của hãng đẹp như này. Đấy, mua về để đi du lịch này. Hoặc là các bác đựng đồ, đựng quần áo ở nhà cũng rất là ok luôn. 125k cho một con bao lô da như này. Rất tiện ích luôn các bạn. Hàng thì khá đẹp và tiện ích cho các bác sử dụng nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhé. Đây, thì combo của nó sẽ là bao gồm một đốc sạc và 4 viên pin như này. Một đốc sạc và 4 viên pin như này. Giá thì đang gửi tới các bác cái giá đó là 65k nhé. Pin này của nó sẽ là dòng pin đồng hồ nhé. Dòng pin này của nó sẽ là pin đồng hồ. Đấy, pin đồng hồ cho các bác sử dụng như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Nó lắp vào đây chưa? Đốc sạc pin đồng hồ giá sẽ là 65k. Đấy, 65k nhá. Con này thì ngoài lắp pin đồng hồ thì các bác có thể dùng để trong sử dụng để làm lắp vào mic karaoke thì cũng ok. Tiếp theo là vòi cam xanh nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh như này. Đấy, màu cam và màu xanh cho nên bên em lên nó là vòi cam xanh. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một con vòi cam xanh như này.
ở đây nó sẽ là một con vòi rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, vòi cam xanh rất tiện ích luôn. Có hai đường nước nhá, một hai đường nước như này, các bác có thể xoáy điều chỉnh tùy chỉnh nhá. Có hai đường nước rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên cho em là vòi cam xanh nhá, giá sẽ là 50 cành cho một cái bộ vòi cam xanh như này. Đây, đầu kết nối bằng đồng này, có hai đường nước cho các bác điều chỉnh này, có gen xoáy gen siếc các thứ đàng hoàng và có các cái nguồn kết nối rất ok. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Lên cho em là vòi cam xanh.